Xin được phép chào mừng các anh chị đại diện AQI Việt Nam và nền tảng công nghệ bất động sản Nhà Tốt đã đến với buổi lễ ký kết hợp tác giữa nền tảng công nghệ bất động sản Nhà Tốt và công ty trách nhiệm hữu hạn AQI Việt Nam ngày hôm nay. Sau thời gian bàn bạc và thống nhất về nội dung hợp tác trong giai đoạn quý 2 năm 2023, lễ ký kết hợp tác giữa nền tảng công nghệ bất động sản Nhà Tốt và công ty trách nhiệm hữu hạn AQI đã được chính thức tiến hành. Bên AQI sẽ là tiền tuyến, nghĩa là mình là người trực tiếp làm việc với khách, mang đến dịch vụ, mang đến sản phẩm tốt, và Nhà Tốt sẽ là hậu phương để làm sao mà cung cấp được những công cụ, những công nghệ mới nhất để cho các bạn có thể đến gần với khách hàng hơn, rút ngắn được cái thời gian tìm kiếm khách và chốt khách. Những sản phẩm bất động sản của AQI sẽ được đưa đến tệp khách hàng tiêu dùng của Chợ Tốt nói chung và Nhà Tốt nói riêng theo một cách nhanh hơn, chủ động hơn và lan tỏa nhiều hơn.